Xin chào mừng các con đến với chương trình học mỹ thuật lớp 4. Ở tuần học này, chúng ta sẽ được học chủ đề vẽ tranh đề tài Halloween. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con cách vẽ tranh đề tài Halloween nhé. Ở hoạt động này, cô có 2 mục tiêu. Mục tiêu số 1, các con sẽ nhớ và kể được các bước vẽ tranh Halloween. Mục tiêu số 2, vận dụng các bước thực hành để vẽ được bức tranh Halloween theo ý thích. Và làm sao để con nhớ được các bước vẽ và vận dụng thực hành vẽ được một bức tranh Halloween thì sau đây chúng ta hãy cùng quan sát một đoạn video nhé. Các bước thực hành. Bước 1, xác định vị trí, vẽ phác hình ảnh chính, hình ảnh phụ. Bước 2, sửa hình, vẽ chi tiết. Bước 3, vẽ màu. Mời các con cùng tham khảo một số tranh vẽ đề tài Halloween. Có hai cách để con có thể lựa chọn thể hiện là vẽ phong cảnh Halloween hoặc vẽ tranh đề tài mô tả các hoạt động trong ngày lễ Halloween. Và để làm sao chúng ta vẽ được một bức tranh đẹp và hoàn chỉnh, sau đây cô có 3 tiêu chí thực hành. Tiêu chí số 1, hình vẽ to, rõ ràng, đúng chủ đề. Tiêu chí số 2, sắp xếp bố cục hình ảnh cân đối. Tiêu chí số 3, vẽ màu sắc phù hợp, tô màu cẩn thận. Sau đây chúng ta cùng thực hành nhé. Và cuối cùng, cô xin chúc các con sẽ sáng tạo ra những bức tranh đẹp về chủ đề Halloween. Xin chào và tạm biệt các con.